Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Thì trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đấy chính là ba ngọa đạo, hai linh vật với lại là một thường dân nha. Với Galio cũng như là Silas 2 sao carry nha mọi người. Và mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng của Nem đưa ra cho mình làm khá là nhiều luôn á. Đó chính là fit đồ stick carry đi chung với 6 ngọa đạo nha. Đây là một cái combo phải gọi là cực kỳ hiếu diệt luôn á. Tại vì vị tướng fit đồ stick này nè, đi chung với hệ ngọa đạo anh em ơi, là cực kỳ bá luôn. Úi xồi, được đồ gì không đây? Thì từ lúc đầu game đến tận bây giờ là mình cứ thắng xong mà thua thôi mọi người ơi. Không được cái chuỗi nào luôn á, khá là buồn. Tại vì cái form bài ngọn đào này nè, mình đang chơi Galio carry nha. Thường cái bài này á phải là cho con Tài Lon carry mọi người hoặc là con Camille á. Nhưng mà trận này Tài Lon chưa hay, Camille chưa ra và trang bị thật sự rất là xấu luôn nè, toàn đồ tăng không. Đầu game đến tận bây giờ nha, rất giáp lưới nè, kháng phép đai lưng một đống luôn á. Đây lắp luôn nha mọi người ạ. Giáp lửa nè, quyền năng với lại là một cái ấn ngồi đạo. Hiện tại là mình cũng đang muốn đếp máu nha, lên tầm level 8, level 9 gì đó, kiếm fit đồ stick 2 sao thôi là ok rồi. Đi chung một cái form bài là 6 ngồi đạo nha. Tại vì mọi người nghĩ đi, nếu như mà để lên fit đồ stick 3 sao á thì chơi bởi gì nữa, nó bay một phát là chết hết rồi. Dù cho nó là ấn chủ lực nè, ấn ngồi đạo hoặc là ấn pháp sư á thì cũng như không. Khi mà làm tướng 5 vàng á thì mình làm tướng 5 vàng 2 sao thôi nha mọi người, để cầm ấn nè, thể hiện ở cho nó mãn nhãn. Chứ tướng 5 vàng 3 sao thì chơi gì nữa. Mình đã làm rất là nhiều ý tưởng cũng như là video về tướng 5 vàng 3 sao rồi nha. Không phải là một con, không phải là hai con, không phải là ba con, mà là bốn con cũng có rồi nha. Thử thách mà 5 con thì mình chưa làm được thôi, tại vì nó khá là khó mà mình vẫn đang săn từ từ đây ha. Ông này là cái form bài Yumi Kari nè. Galio nó đấm cho, nó đấm cho mày đùa với Galio. Ngọi đạo con lợn này hơn 3.000 đam luôn chứ cái gì nữa. Vừa ngọi đạo vừa linh vật với lại là vừa thường dân nè, tăng máu tăng đam hồi mana. Ui, cái lõi nâng cấp tướng thứ hai vào sinh ra tử. Ôi rồi lấy vội mọi người ơi, cả đội luôn nha, cả đội nhận được thêm 12% hút máu toàn phần. Holy shit. Và tầm này ở level 5 cân nâng cấp tướng 4 vàng là Viego, một cái vị tướng mà mình đang rất là cần và cực kỳ thích hợp luôn với cái form bài của mình đang chơi. Thế này thì lại dễ rồi anh em ơi. Ngọ đào thì chắc chắn phải đi chung với ngu binh rồi. Game dễ thế nhờ. Lõi thứ hai nó tự ra Virgo luôn anh em, mới chết chứ. Bỏ tạm Camille ra nha, bỏ Tài Lon vào tại vì nó kích ngu binh luôn á. Nếu như anh em chưa biết có cái hệ ngọ đào này, tướng sống cuối cùng nha mọi người, được tăng thêm rất là nhiều đam. Giờ bộ móc ba ngọ đào đi thì tướng được tăng thêm 40% đam nha, và thêm 20% nữa cho tướng ngọ đạo này sống cuối cùng, là tổng cộng đam được tăng á là tới 60% nha mọi người. Còn móc 6 ngọ đạo á được tăng tới 80% cho tất cả tướng ngọ đạo nha, và cộng thêm lên tới là 40% cho tướng cuối cùng. Đồng nghĩa với việc á tướng thằng nào ngọ đạo cuối cùng á sống được tăng thêm tới tận là 120% đam nha. Đây là một cái con số phải gọi là cực kỳ tổng lợm luôn mọi người ạ. Và con fit đội stick đó nó sẽ có hai cái kích hoạt nha. Thứ nhất á là cả toàn bộ đội hình nha phải chết hết và còn một mình nó thôi thì mới kích hoạt được. Thứ hai á là nó phải xuống dưới 60% máu, nên sẽ có hai kiểu chơi. Thứ nhất á là để fit đội stick hàng trên lấy hiệu ứng khống chế trước, lấy một cái do chút sát thương trước và cho nó chết trước nha mọi người. Còn cái kiểu thứ hai để mà chơi á là cho fit đội stick làm carry, cầm quyền trượng, găng bảo thạch, mũ thủy, kiếm súng các kiểu nha mọi người ơi, đứng hàng cuối cùng và cho tới mình nó chết hết đã. Xong rồi trong lúc đó nha, fit đồ stick đó nó sẽ tích stat của cái quyền trượng nè và sẽ bay khi mà team mình nó chết hết đó. Rồi ôi, một mình nó con chín là chuyện hết sức bình thường nha mọi người. Và ngày hôm nay mình sẽ chắc chắn rồi build cho nó luôn nha, là x2 quyền trượng nha mọi người, đi chung với 6 ngồi đạo. Cái con fit đồ stick đó là cứ mỗi một vị tướng mà chết trên sàn đấu của nó được tăng thêm đam nữa nha. Wow. Đây là lý do mà mình nói với anh em là combo fit đồ stick ngọ đạo này đi chung với quyền trượng nha thì thôi chứ nó phải gọi là siêu khủng khiếp luôn á. Chỉ cần một bay thôi là tên bạn bay màu hết. Ông này là nâng cấp tướng Eco à, có ấn siêu lừa luôn anh em ơi, kết hợp khá là bá đạo. Úi giời, mình thua rồi, người ta xài tiền khá là sớm, mình còn hơi tới tận là 50 vàng ở tầm level 5 này mà chưa xài tiền nha. Có Samira, có Orange thôi. Lắp luôn cái quyền trưởng cho Vigo nha mọi người ơi. Tí nữa có fit đồ stick á, mình đổi đồ sau. Tại vì bây giờ Vigo tướng 4 vàng ở round 3 chấm như này,
mà có nâng cấp tướng nữa, không cho nó carry thì con nào carry đây? Với lại là mình cũng đang muốn giữ máu á, là level 8 nha. Chứ giờ mà không có máu là level 8 thì đi luôn đó. Ông này đạo chích đặc nhiệm, ui có nâng cấp tướng Z à, khinh thường kẻ yếu. Vigo với Z thằng nào thắng đây? Vigo của mình đang hai trang bị luôn á nha, thắng chắc anh em. Sợ gì? Sợ gì? Ok, thắng lại nào. Bắt đầu chơi chủ thắng là ok đấy. Và nếu như mọi người nào mà muốn mình làm thêm gì đó, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một. Nói chung á là cái dễ cái khó mình đều đang làm hết cả. Chủ yếu là cái độ mình không thôi. Cái khó mà độ mình đó thì làm thật sự rất là dễ luôn á nha. Mình đang còn thiếu một con ngòi đào nữa nha mọi người. Bây giờ kiếm nó khá là khó đó, đó chính là con Liu nè. Bởi vì tướng 5 vàng, tỷ lệ rôn tướng đây là 0%, nên bây giờ kiếm thì có vẻ bằng mắt à. Phải lên tầm level 8 cơ thì tỷ lệ nó mới xuất hiện được tí. Mà nếu trận này mà muốn chắc bắp làm được con fit đồ tích á thì lên level 9 nha. Tại vì level 8 rôn nó cũng khá là hên xui may rủi, hơn thì nó ra được 2 sao, còn không là mình đi luôn. Ông này siêu thú với là đặc nhiệm, nâng cấp tướng mid fortune 2 sao khá là nhiều quá. Nhưng mà cái siêu thú này á thì về late game nó mới mạnh cơ, chứ bây giờ nó còn đang tích stat đó mọi người, khá là yếu, mình ăn được. Đây, Vigo lo được. Bất tử nè. Ui. Không kịp rờ phát nữa kìa, đó, đi mình rồi. Từ còn Silas nha. Con Silas. Trời ơi, ổng yếu kìa. Ổng yếu kìa. Đúng là không có đồ nó có khác. Đánh quá nào. Camille 2 style à. Tuyệt vời. Nếu như mọi người nào mà xem thay hoặc là có góp ý gì về cách mình bình luận chơi game á, anh em hãy cứ để lại bình luận ở phía dưới nha. Và đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất. Động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Lịch đăng video của mình nói sẽ là 2 cái một ngày nha. Mình đăng xen kẽ giữa đồ dị với lại là meta nha mọi người. Mình không đăng một phát là 2-3 cái meta đâu, tại vì nó sẽ bộ thực á. Với lại là meta đâu có nhiều vậy. Hồi từ đầu muốn tận bây giờ luôn á, mình đăng chắc là phải tầm mấy chục cái meta rồi đó. Và mọi người đừng quên nha, meta này mình đã từng nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi, không phải là mình tự chế ra, nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm và sử dụng. Tại vì meta này là mình theo dõi bên giải đấu Trung Quốc nè, giải đấu Hàn Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu và rất là nhiều trang web cập nhật meta uy tín khác. Mọi người nào mà theo dõi những cái giải đấu đó là sẽ biết những cái form bài của mình đang chơi chắc chắn luôn. Tại vì mình không phải là tự chế ra đâu, nên anh em khỏi cần phải lo luôn. Nhiều anh em cứ comment bảo là cái thằng này nó chế mấy cái bà này rồi anh em leo răng theo nó là chết. Nhưng mà mình không phải tự chế nha mọi người ạ. Mình chỉ tổng hợp lại và hướng dẫn một cách cơ bản nhất thôi nha, để cho mọi người biết cách build form bài như nào, tướng lắp đồ như nào và roll tướng nào cần carry và roll ở level nào thôi. Cơ bản nhất có thể luôn rồi đó. Ui, Vigo ác chưa? Con Vigo này là mình nhớ lại cái con BK hồi 16, 17 gì đó. Cứ một khi mà rời chết mạng là rời tiếp anh em, bẻ lắm. Ui dồi, ui dồi. Bá đại hộp mít luôn anh em ơi, lỗi thứ ba nào. Chiến là phẩm gia cố hàng thủ với lại là sức sống mới hả? Khá là cùi. Thôi, lấy tạm cái chiến là phẩm đi mọi người. Tại vì lõi vàng này mình có xoay lõi đi chăng nữa thì ba cái lõi kia nó cũng cùi à, không có xịn sò hơn được gì đâu. Giờ chủ yếu lấy cái lõi nào mà tăng sức mạnh trực tiếp luôn á, đếp máu tạm tí. Với lại là mình cũng còn đang 59 máu nè, đi chợ chắc là đi chợ được trước á. Lấy đồ gãy nước mắt cái kiểu ha, nó sẽ dễ hơn. Ông này cái bài Yumi siêu nhân carry, ông kia thì bài Taylia vệ binh tinh tú carry. Hiện tại thì mình cũng còn khá là nhiều bài meta mà mình chưa làm nha. Như là bài Mid Fortune đi chung với lối Lorin carry nè. Một cái bài mà đang được đánh ở trong giải Trung Quốc luôn nha mọi người, rất là lớn luôn á. Và một cái bài khác là Sona hiểm họa nè. Một cái bài khác nữa là Sona hộ công nữa nè. Và một cái bài khác nữa đó chính là cây lê siêu nhân carry nha. Và những cái bài đó đều có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Và
chỉ khi nào nó có gọi là độ anh em á, và có những cái lõi như là nâng cấp tướng á, thì mới chơi được thôi nha. Chứ rất là khó chơi luôn á. Úi dồi, Viego carry ác chưa? Yumi với chúng tôi à? Trận này mình thấy là anh em chơi Yumi khá là nhiều. Cái việc mà lên được Yumi 3 sao hay không là nhân phẩm rồi. Ông này đã chuyển sang hẳn chơi cái bài Talia carry rồi ha. Tại vì ông có nâng cấp tướng á. Ông kia mid Fortune 2 sao luôn kìa. Đây mọi người thấy không, chỉ cần một con Viego lúc đầu game thôi. Tại vì cái lõi thứ hai nó rất là hiếm khi nào mà xuất hiện nó cấp tướng 4 vàng luôn á, nên hầu như ai cũng lấy cả. Ông kia thì lấy mid Fortune, mình thì lấy Viego, ông kia thì lấy Echo, ông kia thì lấy Talia, ông kia thì lấy Z kiểu gì đó. Chứ tầm cái lõi thứ hai mà mọi người lấy lõi nâng cấp tướng 3 vàng á thì nó khá là phí luôn á, trừ khi trước đó anh em đã chốt bài cũng như là lắp đồ và roll tướng rồi nha. Tướng kiểu như là 3 sao gần lên á, tướng 3 tiền á anh em, sắp lên 3 sao thì lấy được. Chứ tầm này lõi 2 ở ngay round 3.2 á thì mình nghĩ là nên lấy tướng nâng cấp 4 vàng. Đánh vào lay game nó sẽ mạnh hơn được tí. Ôi, ông này trâu quá. Ông này kịp đi chung với hộ công hay sao anh em ơi, nâng cấp tướng Eco nó trâu vãi chưởng á. Đây cái phần bài hiện tại của mình đang có là 5 ngọ đạo nha mọi người á, với Alistar 2 sao nè. Và con Viego của mình nó cuối cùng cũng lên được 2 sao rồi. Roll phải gọi là sắp mặt luôn á. Tại vì mình cần phải roll ở level 8 nha mọi người á. Anh em trận này đẩy máu ác quá, đép không nổi máu được luôn á. Mình phải roll nó tầm level 8 nè để kiếm con Alistar các kiểu nè, kiếm con Viego 2 sao. Và trận ngày hôm nay được thêm con Janna nữa. Mà vẫn chưa ra con Ugot hoặc là con Aphelios với lại là con Lyuna. Và quan trọng nhất là con Fiddle Stick nha. Nhưng vì tướng 5 vàng mà mình đang rất là còn mà nãy giờ nó chưa ra một cái con nào cả. Buồn vãi. Đây tầm này Viego 2 sao thì cũng dễ chơi hơn được một tí. Nhưng mà nó bị bắn chết rồi. Vẫn đủ, Viego làm gì là đủ rồi. Trời ơi, Midfall nó bắn kìa, ác vậy ta. Đội hình Midfall 4 chủ lực mạnh vãi. Được không nhờ? Ok. Midfall tool 4 chủ lực lõi cực kỳ đẹp luôn. Mình không biết là với cái lượng máu này, với cái lượng tiền như này á, có đủ để là mình lên được level 9 không ta? Thử nha mọi người. Tại vì hồi nãy giờ mình lên 8 mình roll chắc là cũng phải tầm 3 round rồi. Roll 3 round liên tục đó nha. Mà không có Fiddle Stick, không có Lyuna các kiểu luôn. Hoặc là không có Aphelios luôn nha mọi người. Khá là buồn. Trận này mình chết sâu qua thì cũng có khá là nhiều anh em chơi Fiddle Stick các kiểu. Tại vì đó là tướng hiểm họa mà. Kèm với một cái phơm bài này cũng được cả. Ông này là Nunu... siêu lừa. Mới mẻ phết. Nunu siêu lừa với lại là cưỡi ngựa. Nunu siêu lừa này lướt được có một lần ở đây mà. Mình thấy Nunu đặc nhiệm á, nó hài cốt hơn nhiều. Nunu đặc nhiệm là mình đã có làm rồi nha. Nó cứ lướt giật liên tục quá, nhìn hài lắm và đem mạnh hơn hẳn luôn á. Còn Nunu siêu lừa này lướt được đúng có một lần anh em, nhìn khá là tù. Là cái gì ta, đi chợ không có quyền trượng rồi mọi người ơi. Là kiếm súng đi. Lúc đầu game là mình tính build hai cái quyền trượng đó, mà đi chợ không có một cái gậy nào, nước mắt không có luôn, hoặc là nếu mà có thì người ta lấy trước rồi. Mình tầm đó là cũng đang đứng top 6, top 5 mà mọi người. Bị giành quá trời luôn á. Rồi mình nghĩ là chỉ cần đép thêm tầm 2 round nữa thôi nha là đủ tiền lên level 9. Mà có tiền roll mua tướng á, cái đó mới là quan trọng. Chứ nếu như mọi người mà lên level 9 xong mà không có tiền mua tướng cái kiểu á, hoặc là không có tiền roll á, cũng như không. Đây 5 ngọ đạo, nhìn ghét thế nhờ. Không roll được con Lyuna luôn á nè. Phải có Lyuna nha. Con tướng 5 vàng ngọ đạo cuối cùng.
ông này là Yumi siêu nhân Kari à. Mấy con phụ phụ khác như là Galio, Mafai, Lee Sin thì full 3 sao đồ đạt hết cả rồi. Mà Yumi Kari chính vẫn là 2 sao, thế này thôi chứ. Vigo. Ui. Ác chưa. Ác chưa. Rồi vừa thắng 4 trận luôn rồi nha, tuyệt vời. Từ cái lúc mà lên được Virgo 2 sao nè và cầm 3 trang bị đẹp đẹp tí á, thắng là chuyện dễ luôn. Đây, nhận thêm 12% hút máu toàn phần và nhân 3 lên khi mà đội hình chỉ còn 2 đứa trở xuống. Trời ơi, anh em biết rồi đó, 12 hút máu toàn phần mà nhân 3 lên là 36% nha, cho con Fiddle Stick. Mà trong kỹ năng nội tại của con Fiddle Stick đó, nó đã có hồi phục sẵn rồi nha mọi người ạ. Nên với cái build đồ ngày hôm nay, mình sẽ không cần cho nó kiếm súng hay là những trang bị như là bàn tay công lý gì cả. Cứ lắp full dam cho nó, quyền trượng, găng bỏ thạch hoặc là mưu thủy là ok hết. Tại vì lỗi Vigo đã cung cấp quá nhiều sự hồi phục rồi mọi người ạ. Nhân 3 lên luôn mà khi mà còn 2 đứa thôi. Rồi tầm này thua là chấp nhận được nha. Ui rồi, ông này Mid Fortune sắp 3 sao ở gì đây. Zenith sắp 3 sao, Mid Fortune sắp 3, Vayne sắp 3 luôn kìa. Và ông đang nuôi thâm tướng 4 vàng 3 sao là con Echo nữa. Có đồ, có đồ, có đồ anh em ơi. Ui rồi, quyền trưởng luôn nè. Đỡ chưa, khỏi cần phải đi chợ luôn mọi người ơi. Đủ đồ luôn, tuyệt vời. Có Aphelios nè. Janna nè. Ô đây rồi, phép đồ stick nha mọi người ơi. Chuyển đồ liền, chuyển đồ liền. Phép đồ stick nè, Virgo 2 sao lạ nè. Con Leona đâu rồi? Oh my god, không có Leona rồi mọi người ơi, nguy hiểm đó. Không có Leona thật luôn nè. Holy shit, từ từ nha. Lắp đồ cho em nó trước cái đã. Đây. Từ nha mọi người ơi, mình chưa có sắp bài xong á. Ok, cuối cùng cũng tìm được con Virgo rồi. Tìm nó nãy giờ luôn á. Ui rồi. Đam ác chưa. 8.200 đem đến từ vị trí của Fiddle Stick nha. Cầm 2 quyền trượng nha mọi người ơi. Tích số lên được tới tận là 100 AP mỗi cái. 2 cái là 200. Ui xồi, Fiddle Stick 2 sao luôn. Mình đang rất là cần Leona nha, cái đậu xanh đó. Aphelios 2 sao. Ui Leona đâu ta. Trời ơi, vậy là hỏng á. Không được đâu nha. Cho tướng lên hàng trên trước hết nha mọi người ạ. Tại vì ngoại đạo cần phải là kẻ đứng cuối cùng thì mới được cộng thêm đam. Và với cái lõi của Virgo vào sinh ra tử được nhân tới tận là 36% tỷ lệ hút máu toàn phần. Hút máu toàn phần ở đây là có nghĩa là sử dụng kỹ năng nè, sử dụng đánh thường nè, đều hút máu được nha. Đúng rồi, chết hết đi, đúng rồi. Đồ stick 460 áp rồi, 500 áp rồi, 540%, 580%. Và chỉ cần đúng một lần kỹ năng thôi. Vẫn chưa đủ em ơi, phải là 6 ngòi đạo cơ. 8 máu ở chết mẹ rồi. Phải là 6 ngòi đạo nha mọi người ơi. Thì một mình nó còn mới hết được. Không rồi, phải roll kiếm Leona thôi. Không ra thua đó. Không ra thu đó nha. Holy shit, đi rồi anh em. Đi rồi mọi người. Ở đây rồi. Ui. Những phải gọi là những cái đồng tiền cuối cùng luôn anh em. Từ từ. Mua tướng bỏ vào nha. Nó có hơi nguy hiểm rồi đó. Rồi. Biến cho Leona luôn nè. Rồi. Full tăng bạn ơi.
Rồi, 6 ngòi đào, thần giáp và quân ngu binh với lại là hiểm họa. Với Fiddle Stick, 6 ngòi đào, carry nha mọi người. Đi chung với đó là hai cái quyền trượng. Mọi test study, Luna tăng được em ơi, tăng càng lâu là càng tốt nha. Để chết mẹ. Được không? Trời ơi, như thế nào? Như thế nào? Vene 3 sao ạ, như thế nào? Chấp 10 con Vene 3 sao mọi người à. Game là dễ. Chừng nào mà bạn lên được Mid Fortune 3 sao á thì còn chút áp lực đối với mình. Chứ Mid Fortune 2 sao thì còn hơi non. Cũng chưa đủ đâu. Nó xét à, lấy luôn cho em nó nha. Ba trang bị mà có thể trừ kháng phép được tên bạn á là nỏ sét nè, dao điện và trang bị của thần thoại On nha, đó chính là rìu đen nha mọi người, rìu nham tinh. Đây là ba trang bị duy nhất ở trong đó cho chân lý mà có thể trừ được kháng phép thôi. Đây, Leona cầm ba đồ tăng vuốt rồng, giáp máu với lại là giáp lửa đi chung với ba thằng giáp. Siêu châu luôn, đủ châu để mà cho con Fiddle Stick này tích tách. Và con phụ đam á, đó chính là con Viego nha, nó sẽ diệt những cái thằng gọi là lính lác á mọi người ơi, và kéo máu tên bạn xuống một mức nào đó cho con Fiddle Stick carry được. Tại vì chưa chắc chắn 100% là con này nó một mình nó con hết được, tại vì ba sao nhiều quá nè mọi người thấy không. Galio còn lắp thêm cái quả vuốt rồng để cháu chịu. Ui Leona mạnh vậy, quá đỡ. Ui, cơ hơi mạnh nha. Cơ hơi mạnh nha mọi người. Đánh giá là con Viego với lại là Leona này cơ hơi mạnh đó. Có nên bán bất tướng không trời? Hình như nó mạnh dữ vậy. Bán bất nha mọi người. Mạnh một cách vô lý luôn đấy. Từ hôm nay là năm sư thú với lại là 4 chủ lực à. Nghe khá là ghê á. Khá là ghê gớm á. Mình sẽ không kẹp thần giáp vào nữa nha. Mình kẹp thần giáp vào, mấy con Liêu này nó trâu vãi luôn á em. Nó vừa trâu mà nó vừa mạnh nữa. Tại vì là 6 ngòi đạo mà được tăng thêm 80% đam luôn á nha. Và thằng cuối cùng mà được tăng thêm 40% nữa. Nó mạnh vá chuẩn ra. Mọi đúng rồi, đến phích đồi stick rồi. Cho nó tích stack đi. Mọi vây này ba sao nè. Mid Fortune nè, nó càng hết nha mọi người. Nói chung là nhân vật chính á thì thường xuất hiện sau cùng. Và con Fiddle Stick này nó cũng vậy. Nó sẽ là cái thằng xuất hiện sau cùng nhất. Một mình nó quét sạch tên bạn. Đó, cho nó mạng cái đôi nhãn chưa. Viego nha mọi người ơi, chỉ là phụ đam thôi. Tại vì cái vòng tròn của Fiddle Stick 2 á, nó không thể nào mà bao phủ hết toàn bộ cái bản đồ này được. Với bộ tên bạn đứng ở góc trái góc phải tầm vài con á, thì thật sự là không thể nào mà một chiêu có thể quét sạch được hết. Nên còn phải có đứa phụ đam giết tầm vài ba thằng lính lác ở mấy cái góc khó chết đó mọi người. Rồi cho con Fiddle Stick này nó quẩy là ok rồi. Chứ nếu như mà Fiddle Stick 3 sao á nha, cái vòng của nó chắc là còn bự hơn cái bản đồ này nữa. Đây bán Viego luôn nha, tại vì rau cuối rồi chơi lớn thôi. Giáp nè, mua tăng được nha mọi người ơi. Mình mua tăng chứ không chứ không có mua đam. Ok, cho một con Fiddle Stick vào nữa. Mình mua thêm tăng nha mọi người, để cho con quyền trượng ở phía dưới á được tích thêm. Tích càng lâu là càng tốt bạn ơi. Cứ 5 giây là được thêm 20 áp nha mọi người. Ồ, nó bay rồi. Thằng nào bắn nó vậy? Vậy này bay sao nè. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.